Trời này người ta nói gì bây giờ đừng quan tâm làm gì hết. Người ta ghét được, người ta chửi vài câu cũng được. Người ta nói xấu vài câu không sao hết, không chết. Chỉ có đói mới chết thôi các bạn. Chứ còn không ai chửi mà chết cả. Không ai nói xấu vài câu mà chết cả. Thế là cắm đầu mà kiếm tiền, tầm này người ta nói gì kệ người ta.